Đây là phía trước hẻm của cái căn nhà của mình nha. Nhà của mình ở hẻm số 31 đường Trần Xuân Soạn. Đây, cái nhà của mình đây. Ngang 4, dài 12, một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Nhà mới sổ hồng hoàn công đầy đủ nha. Ngang 4, dài 12 mét. Giá là 3 tỷ 3 vẫn còn thương lượng. Rồi bây giờ mình sẽ bước vào bên trong nha. Đây là phía trước của cái phần nhà của mình. Ở phía trước đó thì có một cái khoảng sân nè. Đây cái khoảng sân khoảng 1 mét. Mình để được chiếc xe máy rồi đó. Cửa thì cửa gạo thì cửa lùa nha. Ở trong thì có thêm một lớp cửa kính nữa. Đây lớp cửa này là lớp cửa cách âm, nên mình ở trong nhà mình đóng cửa lại, mình có thể thấy ở bên ngoài cũng được nữa, cũng thoáng lắm. Đây cái khoảng sân phòng khách của mình thì cũng được khá là rộng rãi. Trần thì cũng được sử dụng màu rất là đẹp nữa. Đèn thì sử dụng đèn led nha. Nhà này mới hoàn toàn. Giờ tiếp sau đây là khu vực này là khu vực bếp. Giờ phía trên trần cũng thiết kế khá là đẹp và rộng nữa. Phòng bếp rất là rộng. Căn nhà ốp gạch 1,5 m nên rất là sạch sẽ. Và bếp hình chữ L, bếp này cũng làm rất là đẹp nữa. Ở trên thì có đá hoa cương và bồn bồn đôi. Bồn này bồn đôi rửa rất là thoải mái luôn. Bây giờ mình sẽ vô trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nó thì cũng làm thiết kế khá là rộng rãi nữa. Có vòi sen cũng được ốp gạch cao lên khỏi cái bị sợi dăng nước nó dơ cái bức tường của mình đó. Phía trên cầu thang của mình nha. Ủa trên lầu 1, bây giờ là bước lên trên lầu 1. Ở phía bên phải á, thì là một phòng. Phòng ở phía bên ngoài á, thì nó có ban công và cửa sổ. Đây cái ban công ở phía bên ngoài. Ban công thì cũng sử dụng rất là rộng nữa nha. Đây ban công. Ban công khá là rộng. Ở trên mình nhìn xuống rất là sạch sẽ và thoáng mát. Bây giờ mình sẽ quay trở lại bên trong cái căn phòng thứ hai nha. Thì cũng có cửa sổ đồ rất là thoáng mát cho cái căn nhà trên lầu nha. Trước khi vô phân phòng thứ hai thì khu vực bên đây bên trái đây là khu vực nhà vệ sinh trên lầu. Cũng được thiết kế khá là rộng rãi và thoải mái. Đây là căn phòng thứ hai của mình. Rất là rộng. Đèn cũng được sử dụng toàn bộ bằng đèn led hết, rất là sáng cho cái căn phòng của mình. Ở phía sau thì cũng có cửa sổ. Cửa sổ phía sau thì sử dụng máy lạnh, mình để cục nóng ở phía sau á mọi người. Thì video ở đây thì mình cũng xin kết thúc nha.
À, căn nhà này là ở vị trí hẻm 31 đường Trần Xuân Soạn, quận 7, với giá là 33 vẫn còn thương lượng. Mình cũng xin kết thúc video ở đây nha. Hãy like và ủng hộ kênh của Tường nha. Bye bye mọi người.